Xin chào các bạn, thì mình đang có mặt tại cửa hàng Di Động Việt để trên tay cái chiếc MacBook Pro 13 inch mới của Apple vừa mới ra mắt cách đây mấy hôm. Chúng ta sẽ xem cái thông tin bên sau hộp. Thì cái phiên bản mình đang có đó chính là phiên bản cấu hình cơ bản nhất, chính là 1.4GHz quad core i5 8GB DDR3, SSD là 512GB, GPU Intel Iris Plus 645. Và đây là phiên bản 2 cổng USB-C Thunderbolt 3 đó. Giờ mình sẽ mở chiếc hộp này lên. Thì thật chất là lúc nãy bọn mình đã mở seal rồi. Giờ mình sẽ lấy máy cho các bạn xem. Thì bao gồm sách hướng dẫn sử dụng nè, và một sợi cáp CC và một cục sạc 61W của Apple như trước đây thôi. Đó, rất là cơ bản. Trên tay mình đây là những vật chính MacBook Pro 13 inch mới của Apple. Theo như những đồn đoán trước đó thì năm nay chúng ta vẫn chưa có cái phiên bản 14 inch đó, mà chỉ là vẫn là 13 inch thôi. Thì về cơ bản thì đây là một cái thiết kế unibody vẫn giữ nguyên kể từ 2016. Và ở phía bên đây có hai cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt 3 này, cái logo Apple không phát sáng và một cái cổng 3.5 jack tai nghe. Thay đổi đáng chú ý nhất trong năm nay đó chính là cái phần bàn phím. Thì Apple đã loại bỏ hoàn toàn cái cơ chế phím cánh bướm như cũ, mà thay vào đó là cái bàn phím Magic Keyboard hỗ trợ cái cơ chế phím cắt kéo như trước đây. Thì các bạn sẽ thấy nó dày hơn một chút xíu, cũng như là cái phản hồi và cái hành trình phím nó sâu hơn, cho cảm giác gõ nó dễ dàng hơn và ít phát ra âm thanh hơn. Và như các bạn có thể thấy là đây là phiên bản Touch Bar, nhưng mà cái phím Escape nó đã tách rời ra thành phím vật lý chứ không còn là tích hợp vào cái mặt giải cảm ứng Touch Bar như trước nữa. Cùng với đó là phím nguồn tích hợp với lại cảm biến vân tay Touch ID cũng được tách riêng ra luôn. Trên cái Magic Keyboard thì cái layout phím điều hướng nó sẽ khác với lại cái layout 4 phím điều hướng của phiên bản cánh bướm. Chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình 13 inch Retina với độ phân giải là 2560 chiều ngang và 1600 chiều dọc. Cái phiên bản 2 cổng USB-C, Apple vẫn sử dụng cái con chip của Intel thế hệ thứ 8. Mà nếu như các bạn muốn mua cái phiên bản Intel thế hệ thứ 10 thì phải chọn cái option là 4 cổng USB-C. Thì đây chỉ là option cơ bản thôi, với 2 cổng thôi. Dung lượng SSD của mình đang là phiên bản 512GB thì mình có thể option tối đa cái phiên bản này lên 2TB. RAM của chiếc máy này đang là 8GB DDR3. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta option lên bản 4 cổng USB-C thì chúng ta sẽ có tùy chọn RAM là DDR4X. Các cái thiết kế khác thì các bạn vẫn thấy nó vẫn như cũ. Chúng ta vẫn có cái viền màn hình nè, nó vẫn như cái viền màn hình của MacBook Pro 13 inch cũ, vẫn là camera FaceTime 720p bình thường, cùng với lại cái phần trackpad cũng giữ nguyên thiết kế luôn, và hai cái cụm loa hai bên. Tóm lại, đây là một chiếc MacBook Pro mà Apple để cải tiến nó qua cái phần bàn phím. Đây sẽ là lựa chọn để mà các bạn quan tâm nhất. Về cái cấu hình thì các bạn cần mua cái chip Intel thế hệ thứ 10 hơn qua cái tùy chọn là MacBook Pro với 4 cổng USB-C, thì mình nghĩ nó sẽ đáng để các bạn thay đổi hơn. Và nếu các bạn quan tâm giá bán của chiếc MacBook Pro 13 inch mới thì các bạn có thể tham khảo trên didongviet.vn để có giá sớm nhất nhé.